đoạn kia lên nhà đẹp phết nha, toàn màu trắng mà cũng kiểu kinh chung với nhau thì hay phết, trông tây tây. Cũng treo đèn lồng dọc bờ sông này. Tình à? Đây là mình thì cứ thấy đỏ hay đỏ thì bắt chiếc thôi. Việt Nam tiến lên xin ông công binh lấy dân chủ. Bán này đi kêu đẹp hết. Một quán hàng nghỉ hết rồi. Nước Hải Phòng đẹp đấy, cái này còn đẹp hơn các bạn cái gì Hải Phòng gì ấy. Hải Phòng thôi. Hải Phòng bây giờ cái con cái đấy còn không? Còn nhưng mà bị nhốt rồi. Thanh chất cái trái tim này trông rất là dễ thương. Một cái đèn, hai cái đèn, ba cái đèn, bốn cái đèn, năm cái đèn. Đấy, từ góc này là nhìn được từ... giữa trời nắng. Thủy triều đang xuống, nước rất cạn. Sợ tây chưa? Góc kia rất tết nhé, góc quán đây kìa. Đâu? Đây này, đối diện. Có cái gì tết? Đâu? Room cà phê đấy á? Nó có cái gì tết? Có một cành đào ở trên kính à? Đào bánh chim. Ô cái dãy đèn lồng này nó chạy đến tận đâu ấy nhỉ? Đèn lồng nhiều kiểu phết. Gió mùa coffee.
thầy. Chiều có thấy gì đâu, hoạt động gì đấy, văn hóa văn nghệ các thứ đấy, chắc là phải đến tầm 5-6 giờ